Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt ở nhà hàng Trung Dương thuộc thị trấn Dương Đông ở Phú Quốc. Thì nhà hàng quán ăn tương đối ít, nhưng mà khi đã xây nhà hàng thì hầu như nhà hàng nào cũng rất lớn. Đặc biệt như nhà hàng Thủy Tiến chẳng hạn. Thì vào thì chúng ta thấy rằng là cái quy mô của nhà hàng cực lớn. Mình đi cũng nhiều nơi nhưng mà chưa thấy những nhà hàng nào lớn như nhà hàng Thủy Tiến 2. Và nhà hàng Trung Dương này cũng là một cái nhà hàng rất lớn, được trang trí, bố trí rất đẹp. Thì đây là mình vào lúc buổi trưa, cho nên là cái lượng khách cũng tương đối ít. Nhưng mà buổi tối thì lượng khách vào đây cũng rất đông. Ở Phú Quốc này thì mình cũng vào đây được 2 ngày. Nhưng mà mình ấn tượng nhất đối với cái món gỏi cá trích kết hợp với ăn với các cái loại rau như và uống rượu sim thì rất ngon. Thứ hai nữa là món canh. Đấy, món canh ở đây cũng rất ngon. Thì lúc tối thì mình ăn ở nhà hàng Thủy Tiến 2 và đến nhà hàng này thì cũng có cái món canh đó. Nhà hàng quá rộng cho nên là mình đi tìm cái đoàn của mình cũng rất vất vả. Hiện tại thì đoàn của mình đang ăn ở khu vực gần cổng ra vào, ở phía tay trái từ ngoài vào. Đây là đoàn tham quan Phú Quốc 2 ngày của năm. Bữa ăn nhìn đơn giản nhưng mà cũng rất ngon. Rồi, có mặt cả đó.